Xin chào tất cả các bạn, tôi là Vũ Đình Hoan, chủ của thương hiệu Vimax. Rất vui được quay lại với các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và tiếp tục vẫn là series video tập luyện tại nhà trong mùa dịch. Thì ngày hôm nay ở video này chúng ta sẽ trao đổi và tôi sẽ chia sẻ cái bí quyết tập đùi mông bắp chuối tại nhà mà không cần đến phòng tập cũng như không cần bất kỳ một máy móc nào cả. Ở như video trước thì những cái tip đó là những cái tip mà khá là hiệu quả rồi. Hy vọng rằng cái video này tiếp tục là một video mà giúp anh em tham khảo cũng như tôi áp dụng được tập luyện cho mình tại nhà không cần máy móc nào cả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào video cũng như là kỹ thuật tập luyện với nó làm sao cho hiệu quả nhé. Đó, như các bạn đã biết, đùi mông đầu tiên là chúng ta rất quan tâm đến đùi mông này, đùi ngoài này, đùi sau này, đùi trước và bắp chuối. Đó thì chúng ta có rất nhiều bài tập liên quan đến cái nhóm cơ này. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bài tập để vào từng vị trí một. Đầu tiên chúng ta sẽ tập vào mông trước. Đấy, để tập bài này thì chúng ta dâng chân dâng rộng bằng hơn vai này, mở ngực này, mở ngực là giữ lấy lưng cong, hạ mông xuống, hạ mông xuống, đồng thời ngả người về trước làm sao lấy trọng tâm ở phần giữa này. Đó, và khi hạ thì hạ đến cái độ đó là đùi này song song với mặt đất là ok. Tay đưa về trước lấy thăng bằng này. Đó, xuống hít mũi lên thở miệng. Lúc này các bạn để ý này, lực dồn vào gót chân nhá. Xuống hít mũi lên thở miệng, hít mũi thở miệng, hít thở, ok. Chân rộng hơn vai này, mở ngực này, hít mũi thở miệng, hít thở, hít thở. Đó, làm lại các bạn xem nhé, bài này rất quan trọng này. Xuống hít mũi thở miệng, hít thở, hít thở, ok. Bài này chúng ta vào mông rất là nhiều. Đấy, ở bài này chúng ta sẽ làm khoảng tầm 5 hiệp đến 7 hiệp. Mỗi một hiệp chúng ta làm khoảng 20 đến 25 cái. Tại vì bài này chúng ta rất là nhẹ, chúng ta chỉ sử dụng trọng lượng cơ thể mình thôi, không tập với tạ. Thế cho nên một hiệp các bạn có thể làm nhiều lên 20, 25 cái, 30 cái tùy theo khả năng của mình nhá. Bài thứ hai, bắt đầu vào đùi trước. Còn đùi trước này thì chúng ta phải thu chân lại một chút này, mũi chân hướng thẳng này. Đó, xuống hít mũi này, thở miệng, hít mũi thở miệng. Đó, tôi sẽ làm nghiêng, làm ngang cho các bạn nhìn này. Hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng. Lúc này chúng ta sẽ dồn trọng tâm vào mũi chân trước. Đấy, dồn trọng tâm mũi chân trước này, sao cho này ống chân và đùi này tạo thành một cái chữ V này. Đấy, đùi song song mặt đất hoặc gần song song mặt đất là ok. Và chúng ta cảm nhận lúc này là hai đầu gối này đưa về một xu thế là gần chạm nhau như này, gần chạm vào nhau như này. Đấy, và chúng lúc này chúng ta cảm nhận được cái toàn bộ phần đùi trước nó căng là ok này. Lên thở, xuống hít, lên thở, hít, thở, xuống hít mũi, lên thở miệng, hít mũi, thở miệng. Nhớ là các bạn dồn lực vào mũi chân này, có xu thế ngả người phía trước này, hít mũi này, thở miệng. Đấy, tôi sẽ làm nghiêng cho anh em xem này. Hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Ok, ở bài này chúng ta cũng làm 5 đến 7 hiệp, mỗi hiệp cũng từ 20, 25 cái. Xuống từ từ, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở. Ok, bài thứ 3, nó vào đùi ngoài, vào đùi trong, cũng như là cạnh mông này. Đấy, là chúng ta sumo squat vào cạnh mông này, nhớ nhá, cạnh mông, đùi ngoài và đùi trong để tác động được hết nhá. Mở ngực, xuống hít sâu này, xuống hít để chúng ta nó tác động hết phần này này. Lên thở, lên thì nó sẽ tác động đùi ngoài, xuống hít tác động đùi trong của mông. Lên thở, hít, thở, hít, thở. Ở tư thế này các bạn cũng phải mở ngực này, lưng cong cách tự nhiên này, mũi chân xoay ra ngoài, hít, thở, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít, xuống ở cái tư thế này gần như là đùi này nó quá song song một tí. Lên thở, hít mũi, thở miệng, hít mũi, thở miệng. Đó, ok chưa? Đó, và ở bài này chúng ta cũng vẫn làm từ 5 đến 7 hiệp, mỗi hiệp khoảng 20 đến 30 cái tùy theo khả năng của mình. Đó, các bạn nhớ chưa? Đó, bài tiếp theo, đó là bài chúng ta bước lên bụng tại chỗ.
Đây, chúng ta sẽ tìm một cái bụng tương đương như này nhá. Vẫn mở ngực này, bước lên này, dồn lực vào chân này này, lên, thở, xuống hít mũi, dồn lực này, bước lên, thở miệng, xuống, hít mũi, lên, thở miệng, xuống, hít mũi. Chúng ta sẽ tập rất nhiều phần đùi trước và mông ngoài này nhá. Nhớ ở tư thế là mũi chân phải hướng thẳng này, dồn lực về phía trước này, lên, thở, xuống, hít. Đấy, 10 cái đến 15 cái chúng ta lại đổi chân một lần. Nếu bạn nào khỏe chúng ta có thể làm 15, 20, 25 cái một lần chúng ta lại đổi chân. Đó, dồn lực này, đẩy người lên thở này, xuống hít mũi, lên thở miệng, xuống hít mũi, lên thở miệng, hít mũi, thở miệng, hít mũi. Vào rất nhiều đùi trước, đùi sau, mông. Ok, bài tiếp theo là bài đùi sâu vào mông. Thì chúng ta sẽ làm ở như tư thế là Roman. Đấy, làm mũi chân hướng thẳng này, mở ngực, mũi chân hướng thẳng mở ngực này, cúi người xuống, đầu gối hơi cong, bắt đầu cúi người xuống này, lên thở. Đấy, tôi sẽ làm nghiêng cho các anh em nhìn rõ này. Mở ngực, xuống hít, lên thở, gập người hít. Gập ở tư thế này, thân người gần như song song với mặt đất này. Đấy, để làm sao căng hết phần đùi sau mông này. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Ở bài này các bạn để ý này, dồn trọng tâm vào gót chân nhá. Tất cả những cái động tác nào mà liên quan đến đùi sau và mông thì chúng ta dồn trọng tâm vào gót chân, chúng ta sẽ dễ tập hơn, nó hiệu quả hơn. Hít, thở, hít, thở, hít, thở. Ok chưa? Đó. Bài tiếp theo là vẫn vào đùi mông, đó là bài bước tại chỗ ạ. Chúng ta bước một bước dài hết sức có thể này, mũi chân hơi có xu hướng chết ra ngoài này, hạ đùi, hạ người và đùi xuống sao cho đùi song song mặt đất này, tay chạm vào mũi chân đối diện này, tay phải chạm chân trái này, lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở. Khoảng 20 đến 30 cái chúng ta lại đổi chân một lần. Đó, xuống hít, lên thở. Ở tư thế này các bạn nhớ này, vẫn mở ngực này, giữ lưng cong này, chân sau thẳng này, xuống hít sâu này, thở miệng này, hít mũi, thở miệng, hít mũi, thở miệng, hít mũi, thở miệng. Ok, và mỗi một bài này chúng ta sẽ làm khoảng tầm 5 đến 7 hiệp, mỗi hiệp từ 20 đến 30 cái nhá. Và bài cuối cùng đó là chúng ta sẽ tập bắp chuối. Đó, bắp chuối thì nó cực kỳ đơn giản rồi. Các bạn có thể nhún tại chỗ như này, như tôi đang làm vậy. Lên thở này, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Các bạn làm chậm thôi nhá, các bạn làm chậm thôi này. Nhìn này, thở này, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Ok chưa? Đó, anh em có thể xoay các tư thế này, mũi chân hướng ra ngoài này, thở này, hít, thở này, xoay vào trong này, thở, hít, thở, hít, thở. Ok, mỗi một hiệp chúng ta làm khoảng 30 cái đến 40 cái. Tôi thường làm ít nhất là 30 cái một lần. Và trong một buổi tập thì bài bắp chuối này tôi làm khoảng tầm 10 hiệp. Và hầu như ngày nào tôi tập bắp chuối, thế cho nên anh em thấy bắp chuối của tôi khá là ok, rất là cân đối đấy ạ. Ok, vừa rồi là một tip chia sẻ buổi tập đùi mông tại nhà, rất đơn giản và rất hiệu quả. Hy vọng rằng cái tip này sẽ giúp anh em, chị em có thể tập luyện tại nhà trong cái mùa dịch bệnh này, hoặc đi công tác, hoặc là không có thời gian ở nhà mà vẫn hiệu quả, mang lại cái lợi ích cao, đảm bảo cái việc tập luyện nó không bị ngắt quãng. Nếu thấy hay hãy like, share, comment cũng như là subscribe kênh giúp tôi để tôi có động lực ra nhiều video tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn các bạn, và nếu có nhu cầu mua đồ gym thì có thể tham khảo các set đồ như tôi đang mặc chẳng hạn. Nó rất là phù hợp người Việt Nam đấy. Cảm ơn các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.